bây giờ em có công việc á, em phải đi xa thiệt là xa, một tuần sau em mới về, cho nên 24/6 thì anh sẽ dắt đi cái chỗ mà học tiếng Anh nè, rồi tiếng Hàn Quốc nè, rồi sau đó là đi bơi, rồi còn 3, 5, 7 thì anh sẽ dắt con đi học taekwondo, sau đó thì anh sẽ kêu nó, anh phải dắt đi cái chỗ học tiếng Việt nè, rồi học tiếng Ủa em ơi, mà sao học tiếng Việt chi vậy? Cho nó đầy đủ, anh không có học thức đầy đủ nha, nha, em bận quá, thôi bye bye nha anh. Nhưng bye mà bye. Trời ơi, cái gì 24/6 đi học tiếng Anh, đi học gì con sữa cho em kìa. Đây chưa có chuẩn bị đồ cho con đi học. Đây pha sữa. Ở trong cặp táp á là chưa có cái này cho em, đâu phải cho con đâu. Ủa vậy hả? Tưởng mà, con ba bố. Ba vô dọn đồ cho em để ba em đi học nhà trẻ. Ba đưa con tới trường. Rồi. Ba con không thích kiểu tóc mẹ làm cho con đâu. Bây giờ trả tóc. Con muốn tóc khóc cả. Ủa, nhưng mà ba đã ký tên vô sổ liên lạc chưa? Sổ liên lạc của con hả? Ba ký sao được không? Áo đầm này của mẹ không phải của con đâu, sao ba lấy của mẹ cho con mà. Hèn chi cái bộ đầm nó già quá, già con luôn á. Con phải đồng phục quá. Đồng phục phải không? Bây giờ là kiếm đồng phục cho con nữa ba hả? Ơi, trước tiên ba làm tất cả những cái đó, ba phải cho con ăn chứ con chưa ăn gì. Ăn gì thì ăn đi nè, ăn cơm. Cái này bột của em. Trời ơi, vậy là đồ ăn của con khác nữa hả? Cái của con, ba phải chiên trứng, con ăn cơm tạm chứ. Chiên trứng nữa hả? Trời, bây giờ khỏi chiên trứng ăn cơm không được không? Thôi, ăn cơm không không có chất, không có khỏe. Nuôi con mà giờ suy dinh dưỡng. 14 tuổi như 4 tuổi vậy. Cái gì? Con 14 tuổi mà như 4 tuổi. Mày 4 tuổi như 41 tuổi đó. Ba nha, nuôi con mà sĩ giả nha. Tuổi thơ bất hạnh quá. Tôi mới là người bất hạnh đây nè. Bây giờ vợ bỏ đi như vậy, một nách nuôi hai con, một đứa lớn, một đứa nhỏ, bao nhiêu việc, trăm công ngàn việc đổ hết lên đầu tôi. Đừng có léo nhéo nữa. Nhức đầu quá. Nhức đầu quá, trời ơi. Vợ của tôi đâu rồi? Dạ thưa quý vị, vừa rồi chỉ là một tình huống mà chúng tôi đặt ra thôi. Tôi cũng chưa bao giờ tôi phải trải qua cái tình huống này thật ở ngoài đời, cho nên tôi cũng chưa thể nào diễn tả được đúng cái cảm xúc của những người đàn ông khi mà phải một thân một mình chăm sóc cho những đứa con của mình. Nhưng mà em yên tâm đi, cũng không có những đứa con nào mà cỡ hư cỡ chị đâu. Có nghĩa là rất là nhõng nhẽo thường. Những người cha đơn thân thì những đứa con rất hợp tác và rất là ngoan. Nhưng mà vừa rồi cái tình huống của chúng ta đưa ra đó, chỉ là người vợ đi công tác xa một vài ngày thôi, rồi sau đó sẽ quay trở về, nhịp sống để tiếp tục. Nhưng mà sẽ có những cái người đàn ông mà đúng nghĩa với cái câu là gà trống nuôi con, và sẽ có rất nhiều những cái việc khó khăn xảy ra cho cái người đàn ông đơn thân đó khi nuôi con của mình. Cho nên người phụ nữ quan trọng lắm đúng không? Dạ. Thiếu một người phụ nữ đâu có được. Biệt đội cố vấn mà thiếu một người làm sao cố vấn? Harry ơi. Chị Ri. Ri. Chị vô nấu cà ri luôn hả chị? Ri ơi. Dạ, chúng tôi đã trễ về. Chúng tôi sẽ ở đây. Chúng tôi là Biệt đội cố vấn. Chào đón quý vị khán giả đến với chương trình Là Vợ Phải Thế. Chương trình sẽ được phát vào lúc 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Và chương trình Là Vợ Phải Thế kỳ này sẽ có một chủ đề rất là dễ thương. Đó là chủ đề như cái tình huống mà chúng tôi đã đặt ra ban nãy, gà trống nuôi con. Và hôm nay thì không phải như những tuần đã qua là chỉ có 2 cặp khách mời không thôi, mà sẽ có tới 4 cặp khách mời. Vì họ sẽ là những cái hoàn cảnh khác nhau, họ đến đây họ chia sẻ câu chuyện của chính mình cho chúng ta cùng hiểu về cái chủ đề gà trống nuôi con là như thế nào. Trước khi gặp gỡ khách mời, quý vị khán giả giải lao trong vòng ít phút. Là Vợ Phải Thế tuần này là câu chuyện về những người cha trong cảnh gà trống nuôi con. Mỗi người họ vì những lý do riêng mà phải bắt đầu cuộc sống trong một tổ ấm chỉ có cha và con. Nhưng mỗi người cha sẽ có một câu chuyện riêng về cuộc sống vừa làm cha vừa làm mẹ. Có những khó khăn. Cái lúc mà mới bắt đầu không biết mình làm gì để nuôi hai đứa thì nói chung hơi nghĩ tiêu cực chút. Ví dụ như em phải đi bán máu mình đó chị. Có những nụ cười. Ví dụ những điều mình cấm. Còn ngoài điều cấm thì được quyền thoải mái.
thì trong đó có mặt váy để không được hở hang gì hết. Dạ anh ơi, em thấy rằng từ cái chỗ này lên tới chỗ này là nó, chơi. Nó cũng có chút xíu dạ. Hà, từ đây tới đây nó có chút xíu hà anh ơi. Anh ơi, em bận váy dài. Dạ. Đêm nay hãy lắng nghe chia sẻ của những người cha. Chào đón quý vị trở lại với Là Vợ Phải Thế. Và bây giờ mời gặp gỡ một cặp cha con đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay rất là dễ thương. Đó là ca sĩ Ưng Đại Vệ và bé Muối. Ôi trời ơi. Ưng Đại Vệ, một trong năm thành viên của nhóm nhạc GMC. Nam ca sĩ được công chúng yêu mến bởi vẻ đẹp trai lãng tử và chất giọng ngọt ngào. Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Ưng Đại Vệ đột nhiên biến mất. Sau gần 5 năm, nam ca sĩ mới trở lại. Và lúc đó công chúng ngỡ ngàng khi nam ca sĩ tuyên bố mình đang một mình nuôi cô con gái 3 tuổi. Với nam ca sĩ, cô con gái nhỏ giờ đây là động lực và niềm vui cho cuộc sống và sự nghiệp. Đại Vệ ơi, cái lúc mà sanh con ra tự nhiên cái chị cười lên phát hiện có mấy lúc đồng tiền, chắc lúc đó em đã lắm ha. Không phải, cái lúc mà sanh bé vừa sanh ra thì em lại một phen bị hú hồn. Tại sao? Bởi vì em đây là bé đầu tiên cho nên là em không có hình dung được mà lúc mà nó vừa sanh ra nó sẽ như thế nào. Cái nhìn đầu tiên là em đã bị giật mình, cho nó chết rồi con ơi, mày con gái vậy là xấu quá, không được. Nhưng mà em lại không biết là sau đó mấy tiếng hay là mấy ngày đứa bé nó lại thay đổi. Dạ. Thay đổi lúc mà mới sinh ra thì ở trong bụng mẹ ra thì rất là giống như người ta nói là ra gió đó. Dạ, mới sinh đó xong rồi ra gió nó mới nở từ từ đó. Tới phút nào để em phát hiện con nó có cái má lúng tiền giống mình? Tới cái lúc mà khoảng 15 ngày thì lúc mà về nhà thì lúc đó bé cười á thì mới biết là lúc đó cảm giác như thế nào? Rất là sướng. Dạ, tại vì y chang mà ha. Là em nuôi từ hồi nhỏ hay là em mới nuôi đây? Em nuôi từ hồi nhỏ chị. Là khoảng bao nhiêu tháng tuổi? Lúc mà khoảng chừng 6 tháng là em bắt đầu nuôi. 6 tháng? Đó là 6 tháng sau khi mẹ bé sanh bé ra. Dạ. Thì em và mẹ của bé là chia tay. Dạ. Nhưng mà lúc đó bé là hoàn toàn còn bú đó, chưa có ăn dặm đâu. Bé thì một tháng, bé bú sữa mẹ một tháng. Một tháng. Và sau đó là bú sữa ngoài. Bú sữa bột, bột. Bú sữa bột. Em là ca sĩ. Dạ. Có ai trợ giúp em không? Dạ có. Rồi trợ giúp là một chuyện, nhưng mà đêm về rất là quan trọng. Thì đêm về em có phải là người pha sữa không? Dạ có. Thú thật là khi mà lúc mà cái giai đoạn mà bé còn nhỏ thì mình trông nó cực hơn, bởi vì mình lúc nào cũng phải cắm cái mắt vô á, mình sợ bé bị này bị kia, sợ nhiều thứ lắm. Đôi khi mình chỉ khoảng chừng 6 tiếng là mình hết pin rồi, mình sẽ phải nhờ trợ giúp. Nhưng mà ngoài ra em còn phải đi làm, vẫn còn phải đi hát. Dạ. Mà ca sĩ thì cần phải ngủ đủ. Dạ. Để giữ cái giọng của mình. Thú thực thì trước đó thì trước khi cái giai đoạn mà sanh bé Muối thì gia đình nó xảy ra một cái biến cố rất là lớn, thì lúc đó là phải làm lại từ đầu, mất hết công ty, mất hết tất cả và phải đi làm lại những cái công việc bình thường, thậm chí em phải ngưng ca hát một thời gian, bởi vì cái công việc mà hát là phải đầu tư rất là nhiều, thì em phải đi bắt đầu lại những cái công việc sản xuất âm nhạc, phải đi làm những cái công việc đằng sau của một ca sĩ. Đó có phải là khoảng thời gian mà em đã phải vất vả làm nhiều công việc khác phía sau để nuôi con mình hay không? Dạ, dạ. Và khoảng thời gian đó kéo dài khoảng bao nhiêu năm em? 5 năm anh ạ. 5 năm. Một cái người ca sĩ quan trọng nhất là được lên sân khấu hát, được ra MV cho khán giả thấy và hàng đêm phải thấy ánh đèn. Lúc đó cảm xúc em như thế nào? Mình bị vẫn bị một cái rất là nhớ sân khấu và mình bị ức chế. Mình không có chấp nhận cái sự thật đó và sợ bạn bè họ cười mình, sợ những cái người ngoài họ nhìn mình, họ nói mình sợ nhiều thứ lắm. Tới lúc nào mà em thức tỉnh được con người em để em trở lại đẹp trai giống vậy? Thì từ cái giai đoạn mà mình có con rồi, có bé rồi á, mỗi ngày mình về mình nhìn nó, nhiều khi cái sự ngây thơ dòm mình nó cười, nó cũng giúp cho em rất là nhiều thứ về tinh thần. Mình tâm huyết hơn, mình biết có nhiều cái mình phải cố gắng nhiều hơn, mình phải làm được. Có bao giờ mà chẳng hạn như là sau một cơn say
em tỉnh dậy và em nhìn thấy xung quanh em không có ai hết, chỉ đứa con gái bé nhỏ này của mình thôi. Em có một cái cảnh như vậy nè. Có một bữa là em đi về rất là trễ và cũng có một chút xíu rượu bia trong người. Là bữa đó là buổi sáng thứ bảy, bé phải đi học Anh văn. Thì em đã ngủ quên cái giờ mà ngủ lố cái giờ ăn sáng, đáng lẽ là phải dậy sớm cho nó ăn sáng xong rồi đưa nó đi. Em ngủ quên tới sát cái giờ đi học luôn. Thì nó thấy dậy cái thấy bé đang ngồi, chị Muối đang ngồi chơi mình nên vậy. Nó hỏi: "Ủa con dậy hả? Con có sao nãy sao con dậy, sao con không kêu ba? Con không kêu ba dậy con ba làm đồ ăn sáng cho con, ba ngủ quên rồi." Thì bé trả lời là: "Con biết bà mệt mà." Mình nhìn những cái cảnh đó, nó tức là mình nhiều khi mình không thể tưởng tượng được nó có thể nói được những câu vậy. Con biết bà đi làm tối qua ba mệt, con không có kêu. Anh nghe cái câu đó xong rồi em cảm thấy mình cảm thấy là mình bị cắn rứt á. Em đi hát nó mất cái lượng fan mà khi em thông báo em có con, em có nghĩ đến điều đó không? Tại trước đó em cái đó cũng là một cái vấn đề mà trước đó của em đã sợ như vậy. Tại vì bé Muối là 3 tuổi em mới công bố. Thế tại sao anh bộc lộ cái tin tức đó anh? Tại vì lúc trước anh trong cái thời gian anh khó khăn nhất, anh không có tự tin cái điều này. Anh không có tự tin và anh muốn giấu cái việc này qua là một cái chuyện bí mật của mình, chưa muốn chia sẻ. Thì anh cảm thấy năm ngoái thì anh cảm thấy mình đã trở lại làm việc một cách nghiêm túc và mình dám đối diện với những cái thực tại hiện tại bây giờ, và mình công bố con gái. Mà cái kết quả nhận được cũng làm em rất là bất ngờ. Đi hát mà anh nhận được quà nhưng mà không phải cho anh mà là cho con gái anh. Dễ thương ha. Cáo đầm với con búp bê, cái đồ chơi dành cho con đúng không? Fan yêu mến em thật sự về dạ. Tài năng và giọng hát. Mà cái người ca sĩ rất là khó, mà rất là ca sĩ nam như em rất là khó để mà là một người cha đơn thân lắm, mất đủ thứ hết. Nhưng mà những cái người khán giả đó là những khán giả yêu quý một người thần tượng như em thiệt. Dạ. Khi có một đứa con thì mình phải dạy rất là nhiều thứ, từ những cái chuyện đơn giản như mặc quần mặc áo để phân biệt ra làm sao, rồi sau này khi lớn lên lại tiếp tục dạy những cái điều lớn hơn. Vậy thì với một người cha đơn thân như em bây giờ, tất cả mọi cái em phải gánh vác hết, có bao giờ em cảm thấy mệt mỏi hay không? Thực sự ra nhiều khi nhìn con gái mình á, bản thân em nhìn bé Muối thì em cảm thấy là em thương nó rất là nhiều, thương bé rất là nhiều, cho nên là em không cảm thấy mệt, em cảm thấy cái việc đó là cái việc mình phải làm. Con gái là một cái động lực vô cùng to lớn để mình vượt qua tất cả những cái khó khăn em hả? Nhưng mà ở cái tuổi này nhiều khi hư, quấy, rồi khóc nhè, hoặc là đòi bướng, hỏi. Đó, đòi hỏi, có giờ bực bội quá rồi đánh đòn con không? Có luôn hả? Đã. Tại vì hồi nhỏ là bé sống ở tức là khi mà nó tùy theo cái lịch công việc của em á, là ở nhà 6 tháng, ở trên ông bà nội 6 tháng, ở nhà cô mấy tháng, đi qua đi lại mỗi một nhà cũng tạo áp lực. Cho nên là không có giữ, không có quậy, rất là biết điều. Chỉ mỗi một cái là cái từ cái khoảng thời gian mà 3 tuổi ăn rất là chậm. Bởi vì trước đó là em cũng không có hiểu được là cái răng sữa của bé anh, là ăn cơm thì rất là nhanh, nhưng mà khi mà nhai thịt thì ngậm. Mỗi bữa ăn nếu mà mình mà không kiểm soát thì sẽ nằm ở mức độ 2 tiếng rưỡi. Cái lúc mà em phát vô đích một phát thì con em phản ứng sao? Em đánh một lần, tại vì em nghĩ là em phải đánh một lần xong rồi em hùng. Cho biết sợ. Sợ. Ba lấy cây và đánh đít. Đánh vô mông. Em nằm xuống mông. Đánh 8 cái. Không khóc. Im ru. Lì đó. Mình tức quá, mình nói không được, mình mới đánh. Mới đánh. Nhưng mà mình cũng có chủ đích rồi. Tuy là có chủ đích là mình đánh một lần, xong rồi lần thứ hai mình không đánh nữa, mình hù. Nhưng mà sau cái đó mình cảm thấy rất là đau, rất tội nghiệp đó. Bây giờ tí em kể chả thấy mệt mỏi gì hết. Việc trước tiên là em phải cảm ơn gia đình em hỗ trợ rất là nhiều. Nhưng cái vế mà tại sao không lấy vợ, đi. Chắc cũng có lẽ em bị sợ. Với lại em đang bị tức là không thoải mái lắm, chưa có nghĩ tới thời điểm này, thì em chỉ nghĩ tới mình tập trung vào công việc nhiều hơn và làm sao để xây dựng cho cái tương lai cho con nó tốt hơn.
cố gắng làm việc kiếm tiền nhiều hơn cho con. Lúc này đầu óc là chưa nghĩ đến cái chuyện là riêng tư của mình nữa đâu, đúng không? Dạ. Cảm ơn em, cảm ơn về cái câu chuyện của em. Nó không phải là một cái câu chuyện nó quá sóng gió. Mặc dù có những cái trở ngại trong cuộc sống, cái gia đình mình không được trọn vẹn, nhưng mà em vẫn rất là kiên cường vượt qua những cái khó khăn đó. Bởi vì bên cạnh em có một cô công chúa, một thiên thần nhỏ quá dễ thương, thì em đã vực mình dậy để quay trở lại với công việc. Và khán giả lại tiếp tục đón nhận một ưng đại vệ của ngày hôm nay, vẫn phong độ lịch lãm và vẫn hát hay như ngày nào. Cảm ơn hai cha con nha. Trong phần tiếp theo của Là Vợ Phải Thế, chúng ta hãy lắng nghe câu chuyện của một người cha tự tay may áo dài cho con gái. Đồ này ở đâu ra mình có đẹp vậy? Dạ, ba con may. Ba con may. Ba con may đồ luôn, may áo dài luôn cho con. May được luôn hả? Hay những tâm sự của hai cô con gái nhỏ. Có thêm một người gì vô để chăm sóc cho tụi con? Không. Tại sao? Tại vì con tự làm được. Và bây giờ, để trở lại với không gian của Là Vợ Phải Thế, chúng tôi xin chào đón một người cha cùng hai người con sẽ có mặt ngày hôm nay. Xin chào đón anh Xuân Liêm. Ôi ôi, hai bé dễ thương quá. Ê, bắt tay. Một người cha sẵn sàng làm tất cả các công việc để có thể tự mình chăm sóc và nuôi nấng hai cô con gái nhỏ. Tổ ấm của ba cha con nho nhỏ nhưng cũng xinh xắn đầy màu sắc như cuộc sống mà cả ba đang vun vén mỗi ngày. Và câu chuyện của người cha cùng hai cô con gái sẽ được hé lộ ngay bây giờ. Con gái nhỏ là tên gì nhỉ? Dạ con tên Tường Lam. Tường Lam, tên đẹp quá. Còn con? Con tên Tường Vi. Tường Vi. Đồ này ở đâu ra mình có đẹp vậy? Dạ, ba con may. Ba con may. Ba con may đồ luôn, may áo dài luôn cho con. May được luôn hả? Ba bất ngờ nữa. Rồi lén lén đẩy cho mình cái sơ mi luôn cho đồng phục phải không? Không, sơ mi này mua không. À, sơ mi thì mua nhưng không mà không qua trường lớp cho nên là chỉ có may đồ cho hai đứa thôi, chứ sơ mi này là mua. Không qua trường lớp mà may được áo dài cho con mình luôn vậy đó em. Là mẫn luôn. Trời. Anh không học gì hết mà may được vậy là quá xuất sắc rồi. Mà công việc chính của em là gì nè? Công việc chính của em thì em là thợ đụng. Đụng gì làm đó. Đó. Tại vì em phải chia bớt cái thời gian đưa rước hai đứa đi học rồi chăm hai đứa cho nên em không có làm công việc nào cố định được. Có thể làm những công việc thậm chí là bốc vác hay là phụ hồ. Cái mình chủ động cái thời gian để mình đưa rước, tại vì cũng có hai đứa thôi, cũng lo là phải đích thân mình đưa đón mới yên tâm. Xin phép hỏi em là năm nay em nhiêu tuổi à? Dạ năm nay em 35 rồi chị. 35 tuổi. Rồi Tường Lam là bao nhiêu tuổi con? Dạ con 8 tuổi. Còn Tường Vi? Dạ con 10 tuổi. Vậy là 25 tuổi là em có con rồi. Em chia tay bao lâu rồi? Em chia tay từ hồi con bé sau của em nó vừa dứt sữa, nó khoảng cỡ 1 tuổi mấy 2 tuổi. Mình em nuôi hai bé như vậy, cái quan trọng nhất đó là kinh tế. Nói chung thì rất là vất vả chị, rất là cực. Hai vợ chồng mà nuôi đứa con, em nghĩ đó mệt mỏi lắm luôn rồi đó. Em thì cũng nhờ trời thương, rồi nhờ anh chị em bạn bè quen biết cũng giúp đỡ. Nhưng mà thường thường thì em cũng tại đàn ông mà tánh cũng sĩ diện, em cũng không thích mà nhờ vả mấy cái chuyện đó nhiều. Cho nên toàn tự em làm tất cả mọi việc, miễn lương thiện là em làm. Cô qua ngồi chung với tụi con được không? Thế mỗi lần ba đi làm á thì mình là chị đúng không? Mình lớn hơn em 2 tuổi. Có bao giờ con phải tự nấu cơm để hai chị em ăn cơm không? Dạ có. Mấy tuổi là con đã biết tự nấu rồi? Dạ 6 tuổi ba chỉ cho con nấu cơm, luộc rau với chiên trứng. Từ 6 tuổi. Mà wow, con ơi, lúc mà ba con đi làm đó, như vậy là chỉ có hai chị em ở nhà thôi chứ không ở chung với lại một người lớn nào nữa hả con? Dạ có, trước nhà con là có nhà của bác con với của bà nội con. À. Hồi mà ba mẹ chị ly dị thì cũng bằng chị
hai chị em cũng lệch nhau 2 tuổi và cũng mới dứt sữa. Chị mới lật là ba tháng đó, thì ba mẹ chị cũng ly dị. Và khi 7 tuổi á, thì chị của chị mới nấu. Bé này là 6 tuổi phải nấu rồi. Và hôm nay chị Hà, chị hai của Hương, nếu chị xem cái này chị sẽ khóc rất là nhiều. Y như là gia đình của dì Hương, chỉ có điều đổi lại là mẹ thôi, không phải là ba. Hai tụi con còn nhỏ lắm, hai tụi con sẽ không hiểu được nhiều cái cảm xúc của cô giờ phút này. Nhưng mà cái điều đặc biệt nhất mà hai con có đó là có một người ba ha, mang cho tụi con 2 cái áo dài đẹp, có cô Hương còn không có nữa. Nhưng mà cô quý nhất là 6 tuổi con biết nấu. Con có bị phỏng không? Dạ, lúc mới làm có phỏng. Có phỏng, nhưng mà có thành công không? Dạ có. Có được một tô cơm cho hai chị em ăn không? Dạ được. Vậy hả? Còn ăn có ngon không? Trứng có chín không con? Dạ có, ngon. Vậy hả? Còn rau luộc có chín không? Dạ chín. Nhưng mà bây giờ này, hai đứa con có khi nào mà ba đi làm về không kịp nấu cơm rồi hai chị em tự làm cơm để chờ ba về ăn luôn không? Dạ có. Có dư trừ cho ba ăn cơm. Rồi, vậy làm món gì nè? Trứng với rau thôi. Tại ba không chỉ làm mấy món khác mà chỉ làm, ba chỉ như vậy thôi. Trứng chiên và rau luộc thôi phải không con? Mấy cái món đơn giản em mới dám. Con em mới có 6 tuổi mà em dám chỉ vậy, em có sợ bếp không? Em suy nghĩ là đã hoàn cảnh nó vậy rồi, mình phải dạy nó phải vấp ngã. Nó mới bị phỏng nó mới biết à sao, mới biết là sao không bị phỏng. Nhưng mà còn có những cái vấn đề khác như vấn đề nuôi dạy con cái, những cái vấn đề chia sẻ về tâm lý cho các con. Thì nhiều khi một người đàn ông không đủ sự tinh tế và mềm mại để có thể chia sẻ với con của mình thì lúc đó em phải làm như thế nào? Em thì em đã xác định ngay từ đầu là mình không phải là ba, mình là bạn. Đi đâu ra ngoài đường ai cũng nói là ba anh em. Em xây dựng một cái cách dạy con là giống như bạn bè nhau, chứ không có rào cản là giữa cha với con. Cho nên bất cứ chuyện gì em cũng đều xin ý kiến hai đứa. Mà rồi hai đứa bất cứ chuyện gì nó cũng nói với em. Em ơi, em mới có 35 tuổi, tại sao em không nghĩ là bước thêm bước nữa để cho các em nó có một cái người phụ nữ trong nhà lo lắng? Em còn rất trẻ. Từ bản thân em thấy là em sợ là em tình cảm của em đang dành cho hai đứa, em sợ là phải chia bớt cho thêm một người nữa. Với một điều nữa là em sợ hai đứa nó khổ. Có thêm một người gì vô để chăm sóc tụi con? Dạ không. Tại sao? Tại vì con tự làm được. Con thích không? Dạ không. Tại sao? Tại vì cưới cô đó về thì cô đó, con sợ là cô đó sẽ không có chăm sóc tốt bằng bà. Bởi vì cái hoàn cảnh như thế cho nên ngay từ nhỏ con cũng đã có được cho mình một cái tính tự lập. Bây giờ chú Nghĩa hỏi hai con này nha. Con thích màu gì? Con thích màu tím. Màu tím, còn con? Con thích màu đỏ. Màu đỏ. Màu hồng, có ai thích màu hồng không? Thường con gái thì là màu hồng. Hồi đó thì em con nó có thích màu hồng, cho nên ba mới sơn nhà màu hồng. Cái tới năm nay nó đổi lại nó thích màu đỏ rồi. Sơn nhà màu hồng luôn sơn hả con? Sơn nhà. Căn nhà mình ở đó hả? Dạ. Sơn trong ngoài màu hồng hết luôn. Dạ. Nổi nhất cái khu đó phải không? Dạ, anh cho em hỏi là thực ra em năm nay em cũng 33 tuổi rồi, nhưng mà đến cho nên em chưa biết nuôi con như thế nào, chăm con như thế nào, pha sữa như thế nào, là em không có một biết một cái gì hết. Nhưng mà lúc mà anh mới xảy ra những cái chuyện không hay xong á, anh dạy con thì anh cũng phải học từ ai đó. Bình thường anh chia sẻ với ai, anh học từ ai ạ? Thường thì mấy cái việc đó cũng ngại đi hỏi người ta lắm, thì cũng tự tìm tòi hoặc là lên Google hỏi hoặc là YouTube coi. Ngay cả cái cách may quần áo cho hai đứa cũng nó phát xuất từ cái mà đi sắm đồ cho con nít đó, tốn tiền quá. Nhưng mà em bây giờ nè, như hai bé nói là hai bé không muốn có thêm một người gì, còn riêng về phần em thì sao? Dạ thì đàn ông mà nói không cần nữa thì nó sai quá. Bao nhiêu năm nay rồi thấy cứ đi về một mình. Hơn nữa hiện tại tụi nó cũng lớn rồi, tụi nó có những có bạn bè riêng của tụi nó, đi đâu rồi cũng ít có thân cha con như hồi đó. Cho nên là em cũng muốn có một người nhưng mà hiện tại thì em thấy nhiều cái trường hợp mà
mà mẹ kế thường thường hành hạ con riêng của chồng em, thấy em quậy, em thấy em ngán. Thì thôi, bây giờ em đã xác định như vậy rồi, em muốn là cứ lo cho hai đứa nó tới lúc, và ít ra thì cũng tới lúc tụi nó tự lập đi, rồi mình mới nghĩ cho mình. Anh cho em hỏi là cái giai đoạn đầu lúc mà anh gặp khó khăn á, là lúc đó anh đặt những việc gì để có thể nuôi hai đứa con? Thật ra lúc mới xảy ra chuyện xong thì sốc rồi buồn rồi cũng bỏ ngang việc. Rồi sau đó thì thấy mình cần phải đứng lên để làm lại, làm rất là nhiều việc. Đi bốc vác. Bao nhiêu tiền một ngày em? Hồi đó chia ra là khoảng cỡ 250 cho một ngày. Rồi đi không có lúc bốc hàng thì đi phụ hồ. Tại vì phụ hồ thì thường thường một tuần trả lương một lần. Mình có cái tiền đó để mình xoay sở hơn, mình khỏi phải đợi một tháng. Cái giai đoạn, cái lúc mà mới bắt đầu không biết mình làm gì để nuôi hai đứa thì nói chung hơi nghĩ tiêu cực chút. Là? Ví dụ? Ví dụ như em phải đi bán máu mình đó chị. Cần tiền thì một tháng em bán tới 3 bệnh viện được. Tự nhiên mình bị nghẹn á chị. Thì từ nào tới giờ anh chị á chỉ là nghe trong vai diễn, trong những vở kịch. Chị Hương công nhận không, có những cái tình huống mà mình đã từng diễn qua, nhưng mà chưa, em nói thật là chưa bao giờ em gặp một nhân vật nào ngoài đời mà làm đúng cái điều mà mình đã từng diễn trên sân khấu. Có lẽ đây là lần đầu tiên hai con nghe cái chuyện này từ ba, đúng không các con? Các con có hiểu bán máu là như thế nào không? Chú nghĩ rằng một ngày nào đó khi các con lớn lên thì lúc đó các con sẽ hiểu nhiều hơn về cái tình yêu mà ba các con đã dành cho các con nó nhiều đến như thế nào. Các con nha. Bây giờ, rồi con sẽ lớn nhưng rồi ba sẽ già. Ba cần có người để chia sẻ và tâm sự. Khi có bao giờ ba bệnh, con thức chăm sóc ba chưa? Có một lần ba nằm bệnh viện. Bà bị gì mà bà nằm bệnh viện? Con không biết, bữa đó đi học về thì nội nói là ba nằm bệnh viện. Rồi ba nhờ bạn ba về nhà chở con lên thăm ba. Con sợ không? Con sợ, ba buồn. Vậy hả? Là con chạy vô con thấy ba con nằm trên giường rồi con chạy tới ôm ba. Con có hỏi là ba bị gì không? Lúc đó em bị gì mà em nằm bệnh viện? Bữa đó em bị sỏi thận là tại vì em làm quá sức. Chỉ lên ba và con không biết nói gì, nhìn nhau khóc không à. Bây giờ bé chị nãy giờ là cô Hương khen quá trời, cô Hương khen con là bản lĩnh nè, chia sẻ với ba nè, nhiều thứ nè. Vậy còn bé em ha, sao con khóc, con nói cho Hương nghe coi. Con xúc động. Con có muốn là giống như cô Hương nói là cô Hương xin tụi con là nếu mà sau này tụi con dài năm nữa, tụi con lớn lên á, tụi con có đồng ý cho ba có một người bên cạnh để chăm sóc cho ba không? Dạ có. Thế còn em, bây giờ hiện tại công việc của mình là gì nè? Rồi vẫn ai kêu gì làm đó. À vẫn, chứ là mà... mình chưa có một cái công việc nào đó nó gắn bó lâu dài, ổn định ha em. Dạ, nhưng mà hiện tại em đang đi hướng phát triển là em sẽ dành dụng để mở một cái shop hoa tươi. Ừ. Wow, em làm á hả? Dạ không, em nói giống vậy thôi. Cứ tưởng là bữa nay em mang tới tặng chương trình một cái giỏ hoa đẹp như thế này. Mình làm rồi nhưng mà không kịp. Ngày hôm nay thì quả thật là ba cha con của em đã mang đến đây cho chương trình những cái cảm xúc nó làm cho mọi người rất là xúc động. Cảm ơn em đã dắt hai bé đến đây và chia sẻ về câu chuyện rất là ý nghĩa của mình cho tất cả mọi người được biết. Thôi, chào tạm biệt hai con gái nha. Xin chào đón quý vị trở lại với Là Vợ Phải Thế. Và bây giờ sẽ chào đón một cặp cha con rất là dễ thương, anh Trình Tuấn và bé Uẩn. Thank you.
Sau khi vợ qua đời, người kỹ sư Trình Tuấn phải tự xoay sở để nuôi nấng và chăm sóc cô con gái nhỏ. Và người cha đơn thân ấy bắt đầu hành trình sinh sữa nuôi con. Từ chính câu chuyện bản thân, anh cùng những người bạn đã sáng lập ra ngân hàng sữa mẹ đầu tiên ở Việt Nam. Đến nay, dù cô con gái đã lớn, nhưng ấp ủ về những ứng dụng để hỗ trợ cho các bà mẹ bỉm sữa của anh Tuấn vẫn chưa dừng lại. Ê Uẩn ơi, nghe câu hỏi cái. Con tên gì? Con tên đẹp ở nhà, tên đi học á. Tên Yến Nhi. Con đẹp quá. Ủa mà sao ba nhà ba kêu là Uẩn? Tại sao? Không biết hả? Không biết à. Tại hồi xưa ở trong bụng hay Uẩn. Uẩn. Con năm nay mấy tuổi rồi? Con 5 tuổi. 5 tuổi à? À. Năm nay em nhiêu tuổi Tuấn? À, năm nay em 34. Rồi lý do gì mà em nuôi con một mình? À, thì do là sau khi sinh thì mẹ bé không may là qua đời. À, thì khoảng 7 ngày mẹ sinh qua đời thì đó là cái lý do mà tại sao mình phải nuôi bé một mình. Mà lúc đó là vợ em ở nhà đã xuất viện rồi đúng không ạ? À, đúng rồi, đã xuất viện rồi, xong rồi tức là lúc đó em quên mất một cái là tức là mình quá vui để mình có một cái thành viên mới trong gia đình. Thì lại quên những cái bác sĩ dặn nếu mà 7 ngày trong 7 ngày mà có những cái biểu hiện gì bất thường hoặc sốt gì đó. Vợ em đẻ thường hay đẻ mổ? Đẻ thường, vợ em đẻ thường. À, thì sốt thì phải nhập viện ngay, nhưng mà mình quá vui với những thành viên mới đến khi với hai nữa là mình cũng chủ quan sốt nhẹ. Em có hạ sốt với vợ em không? À, có hạ sốt. Rồi có hạ không? Dạ không. Không có hạ sốt, tức là buổi sáng, tại vì buổi tối là cái thời điểm nó sốt nhiều nhất, nhưng sáng thì bắt đầu nó đỡ. Cảm giác lúc đó của em như thế nào? Thực chất là cảm giác lúc đó, cái cảm xúc của mình nó diễn biến quá nhanh, mình không có kịp ý thức được là cái cảm giác thế nào. Và thực sự là mình không tin, tức là trên cái đường mà em về Bình Dương về á, không có tin rằng cái chuyện này nó lại xảy ra với mình. Lúc đó anh có biết anh phải nuôi con như thế nào không? Thực sự là khi đó là không biết. Không biết là mình phải nuôi con như thế nào. Mình được học rất là nhiều thứ, mình học là kỹ sư, nhưng đến khi đó mình mới nhận ra rằng là mình không được học làm cha mẹ. Và lúc đó thì thực sự là cũng chới với à, và chỉ có biết là làm cái điều gì tốt nhất cho con thôi. Nhưng mà thực sự cũng không biết làm cái gì. Cái thời gian hầu như 6 tháng đầu là em phải ở nhà. Bởi vì em thì em không có ngại cái chuyện mà phải chăm bé. Với em là cái người cũng hơi tỉ mỉ, nên cái chuyện chăm bé như thế nào hoặc là mình cũng rất là nhẹ nhàng. Nên những cái chuyện đó thì mình cũng ráng mình làm tốt nhất có thể. Cũng thời gian mà trước khi đón bé về cũng mua sữa tốt nhất cho bé. Nhưng mà có một cái may mắn, một cái cơ duyên, đó là một người bạn lại gọi điện bảo là để xin sữa một mẹ khác cho bé. À, xong rồi mình cũng rất lo lắng, bởi vì đây là cái thứ còn lại duy nhất của mình, là cái lẽ sống của mình. Và bây giờ nếu mà mình xin sữa một mẹ khác hay liệu cái mẹ nếu mà người ta bị bệnh hoặc cái gì đó, tự nhiên mình lại làm hại con mình. Sau khi có những cái mình xác nhận mình cũng yên tâm rồi, bắt đầu mình đi xin sữa cho bé về. Và sau một tuần mà bé dùng sữa mẹ như vậy thì bé ở trong bệnh viện thì bé dùng sữa bột thì bé bị táo bón rất nặng. Thì sau một tuần đó thì về uống sữa mẹ thì bé hết, bắt dần hết táo bón. Vì tự nhiên thì mình thấy rằng cái đó là cái điều mà tốt nhất mình có thể làm cho con. Thì cái cách của em đi xin sữa mẹ của một người khác có gây mâu thuẫn cho cha mẹ không? Cái đó rất là mâu thuẫn. Và cũng bản thân em cũng bị áp lực rất là nhiều cái chuyện đó. Bởi vì khi với bản thân mình đã thuyết phục được rồi, mình đã vượt qua cái sợ hãi, và mình biết là những cái rủi ro của việc xin sữa là nó rất là nhỏ so với cái lợi ích nó mang lại. Mình được rồi thì bây giờ khi đó là em phải là thuyết phục lại gia đình. Đôi khi là phải coi như kiểu là mình bất chấp á. Mình phải bất chấp luôn á. Là có những cái trạm đó và không khí gia đình nó căng thẳng. Đó là cái khó khăn lớn nhất mà trong quá trình em nuôi con đó, chính là mình phải vượt qua những cái áp lực từ gia đình và bản thân những người xung quanh để mà mình làm cái điều tốt nhất cho con. À, còn đôi khi là mình thấy là những cái chuyện mà mình phải chạy đêm khuya để mình đi xin sữa cho con, có lúc là em phải chạy khoảng 20 cây số trong đêm trời mưa để đi lấy để con không bị dứt một cái cử nào. À, thì mình thấy hoặc là giặt đồ hay là những thứ thay tã mình cảm thấy là nó có thể nó vất vả, nhưng mà nó lại không bằng cái áp lực tâm lý anh phải. Mà trong đúng cái thời điểm như vậy thì em mới cảm thấy là cái áp lực một cái người phụ nữ họ nuôi con họ khủng khiếp như thế nào.
mặc dù là mình ở với mẹ, mẹ mình đôi khi đàn ông á không có thể cái stress mình quá thì mình có thể là mình nóng tính, mình lớn tiếng được. Nhưng mà cái người phụ nữ, nhất là người phụ nữ mà có ở với gia đình chồng á, thì hòa nhất với mẹ chồng mà không được thông cảm á, thì cái áp lực nó còn ghê hớm hơn nữa. Và mình đàn ông mình đôi khi mình không chịu nổi. Mình mà đàn một... ông mà mình là con ruột nữa, không chịu nổi. Mà có người phụ nữ mà sau khi sinh đẻ là chị biết là cái tâm sinh lý nó thay đổi và gặp cái áp lực khủng khiếp, thì mình lúc thời điểm đó mình thực sự mình cảm thông với những người làm mẹ và những người làm đâu nhớ như thế nào. Anh cho em hỏi là khi anh đi xin sữa mẹ của những người khác, thì thông qua những cái chuyện đó thì anh có suy nghĩ ra là mình phải làm một cái gì đó không? Khi đó trong đầu mình nghĩ tại sao mình không làm một cái mạng lưới chia sẻ sữa với các ba mẹ, để những cái mẹ nào dư thì họ điều phối qua những mẹ thiếu, mà những cái mẹ thiếu thì lại lấy được từ những cái mẹ kia. Thì cái đó mình gọi, anh gọi là cái gì? Cái đó là hồi đó thì nghĩ là nó một mạng lưới ngày sữa mẹ, một sữa mẹ thôi. Xong đó rồi khi mình chia sẻ cái ý tưởng đó lên thì có người nói đây nó giống như cái ngân hàng sữa mẹ ở nước ngoài nè. Thời điểm đó mình biết cái này là ngân hàng sữa mẹ, bắt đầu mới tìm hiểu rồi cũng làm cái group trên Facebook để mọi người chia sẻ thông tin. Cho em hỏi là cái hệ thống đó bao nhiêu người được sử dụng rồi? Hiện tại thì đâu khoảng gần mấy chục ngàn. Mình lại hỏi bạn một câu này có thể gây cảm xúc cho bạn không buồn, nhưng mà mình xin phép hỏi là có bao giờ nhìn đứa con mà giật mình không? Thực chất thì khi bé sinh ra thì thực chất là không, bản thân em không thấy giống bà nào, thì giống mẹ y như đúc. Do đó nên cái hình bóng mẹ của bé thì nó luôn luôn là cái hiện diện trên trong cái trong bản thân mình. Em nhớ một cái lần mà nó làm cả mắt em là nó nổi gai ốc luôn á. Là một cái lần thì khi em chở bé với bà nội đi chơi, thì đó là lần đầu tiên mà bé ôm vào cái hông của em đó. Thì tự nhiên mình cảm giác là mình rất là lạnh như thế, và tự nhiên cảm giác nó có một cái hơi ấm của người phụ nữ. Mặc dù rất là nhỏ bé, bởi vì có thể là cái thời, tức là phía đằng sau mình đã vắng bóng một người phụ nữ quá lâu, nên cái dù cái bàn tay nhỏ bé của con mình cũng làm mình rung động. Anh cho em hỏi là tình trạng hôn nhân của anh hiện nay như thế nào? Hiện nay thì mình vừa tái hôn. Vậy hả? Ôi chúc mừng em. 2 năm. Và nó cũng là một cái cơ duyên, do bởi vì em với vợ hiện tại gặp nhau thì cũng là do là người vợ nghe biết được cái câu chuyện đó thì cũng muốn là gặp ủng để chơi với cô bé như thế nào. Thì đó cũng là cái duyên rồi hai người gặp nhau và làm quen và bắt đầu sau đó là tiến tới hôn nhân. Bây giờ thì em đang rất là vui vẻ, hạnh phúc, và con cũng đã chấp nhận rồi, còn làm được một cái việc mà rất là lợi ích, đó là tạo được một cái ngân hàng sữa mẹ. Cảm ơn em với sự chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn ạ. Ba người cha, ba hoàn cảnh khác nhau, và không biết là cặp cha con lần này thì như thế nào. Và bây giờ Hadi sẽ xin mời cặp bố Bình và bé Thanh. Dạ, chào ba MC. Dạ. Bắt đầu cuộc sống chỉ có cha và con. Khi cô con gái bước vào tuổi 15, anh Trí Bình lại có một cách tạo dựng cuộc sống của hai cha con đầy lạ lùng và thú vị. Khi mà nó có một người bạn trai rồi đó, thì tức khắc theo quy luật tự nhiên về tình cảm á, thì khi nó quen một người bạn trai á, thì nó sẽ không quen đứa bạn trai khác. Và khi bạn trai quen đó thì tự động không cho thằng khác vô nó luôn. Trời ơi, hay quá trời. Mà nó cần cái trời đó là tự sinh học cái tính. Dạ. Dạ anh tên gì ạ? Dạ tôi tên là Bình ạ. Bình, Trí Bình. Dạ Trí Bình. Dạ anh đang làm ngành nghề gì ạ? Mình làm về di trú. Về di trú. Làm mấy giấy tờ mà đi Mỹ. Con thì chắc nhìn là lớn rồi, cho nên em xin phép hỏi tuổi anh làm bao nhiêu? 58 tuổi, sinh năm 60. Sinh năm 60. Còn con gái tên gì? Dạ con tên Ngọc Thanh. Ngọc Thanh. Dạ. Năm nay con bao nhiêu tuổi? Dạ con 18. À, 18 tuổi mà nhìn nhí vậy đó hả? Tuổi đẹp chắc... nhất. Con 18 tuổi vậy là năm nay mình học lớp 12 ha. Dạ. Vậy con có dự định cho tương lai là con làm cái nghề gì không? Dạ con định làm dược. À dược sĩ. À dược sĩ. Học cái đó mệt nha, cực nha, học nhiều năm ha. Dạ. Và khi anh một mình anh chăm sóc cho bé như vậy thì mình có buồn nhiều không anh? Lúc đầu tiên mình nghĩ là buồn. Dạ. Nhưng càng sau thì càng vui. Dạ, tại sao anh? Tại sao vậy? Thì mới phát hiện ra là hình như là
khi mình nuôi á thì nó tốt hơn là hồi xưa anh nhiều. Nhưng mà trước giờ anh không làm điều đó và sau này anh phải làm những cái việc mà trước giờ không làm thì nó sẽ chắc chắn là nó mệt mỏi, nhưng mà anh có không sao? Phải mình phải biết bỏ những cái việc mà mình cảm thấy nó mệt mỏi. Thí dụ nấu ăn, mình đâu có nấu ăn, mình ăn ngoài không à. Rồi hai cho con ngon nha. Chỉ ăn tiệm thôi ha. 3 năm nay ăn ngoài không? Ủa vậy ba ơi, có bao giờ mà ăn cái tiệm nào mà quen luôn tới nỗi mà người ta phải gọi điện, ui sao hôm nay em ra ăn không? Tất cả các tiệm gần nhà đều quen hết. Tới giờ cơm là người nào cũng gọi. Tới giờ cơm người nào cũng gọi cho em. Mình của mình. Dạ, người nào cũng kêu hết. Dạ. Rồi sao, đi ra ăn? Dạ thì mình nhắm cái chỗ nào, hôm nào mình nghĩ tới cái gì ngon mình đi ra chỗ đó ăn. Trời, ăn mà đến mối luôn ha, quen dạ, luôn. Dạ, quen hết luôn. Anh ơi, nếu như là anh sống riêng với con gái của mình được 3 năm trời thì nếu như là tính ra vậy thì 3 năm trước là em là bé là 15 tuổi. Dạ. Thì bình thường là phụ nữ, con gái mà 15 tuổi là tuổi dậy thì và nó rất dạ, là nhạy cảm và cần nói chuyện và chia sẻ với mẹ mình nhiều hơn. Dạ. Thì lúc đó anh có thể làm được cái gì cho bé tại không? Vì trong vấn đề chia sẻ một chuyện riêng tư phụ nữ á, dạ, thì nó vẫn gặp mẹ nó cứ ở đây chứ không phải là không gặp mẹ đâu. Cái mẹ nó vẫn đi lui tới thăm hoài bình thường và có nhớ mẹ nó, qua mẹ nó à. Chuyện riêng tư nó mẹ, nhưng mà nó ở chính thức ở với ba nó. Thì cái giờ mà đi học đi về á thì em tự đi hay là ba chở em đi? Dạ ba chở. Ba chở đi. Ừ. À. Và con có thấy rằng là khi mà mình đang ở độ tuổi đó và sống một mình với ba thì ba đã kiểm soát mình rất là nhiều thứ không? Một trong những cái điều đó mà con cảm thấy rằng là ba gắt gao với con là điều gì? À, ba không cho con mặc váy. Không cho mặc váy? Con gái mặc váy không? Hôm nay tại sao mặc váy? Dạ hôm nay được đặt cấp cho mặc váy. Tại sao? Tại sao con gái không cho mặc váy? Tại vì đơn giản, mình thật ra mình 3 năm mà sau khi mình ở một mình nuôi con á, mình phát hiện ra nhiều thứ rất là hay. Trong đó có cái là giống như là mình trước giờ mình không chú ý, bây giờ mình có những cái quy định, tới giờ những điều mình cấm. Dạ. Còn ngoài điều cấm thì được quyền thoải mái. Thì trong đó có mặc váy. Dạ, lý do đi mặc váy. Dưới đầu gối, mặt đầu gối trở xuống thì ok. Để không được hở hang gì hết. Dạ anh ơi, em thấy rằng từ cái chỗ này lên tới chỗ này nó cũng có chút xíu hà, từ đây tới đây nó có chút xíu hà anh ơi. Anh ơi, em bận váy dài. Dạ. Không, thì dạ, mình phải giải thích cho nó hiểu. Rất là lý do gì anh? Rất là đơn giản là tuổi nó đang học. Thì nó đang học, mình cần nó là tập trung học. Tập trung học. Rồi, dạ, cái việc học với việc cái váy nó có liên quan có gì không? Có liên quan nhiều. Tại vì quá trình mà nó ăn mặc á, nếu mà lạnh trúng gió. Không phải. Nó ăn mặc như vậy đó, nó dễ. Dễ gây hiệu ứng với lại một cái bạn trai khác, đá lông heo. À. Bạn trai rất là nhiều. À, canh. Nhưng không phải khi bạn trai nhiều á thì nó tác động ngược lại làm con mình học không được. Dạ. Dạ. Có vậy mình, anh dự định là tới bao giờ thì con mới được mặc váy? Và mình cũng nói nó là tới lúc nó trưởng thành mà nó lập gia đình. Dạ. Mà nó mà không mặc váy thì mình bắt nó mặc váy. Tại lúc đó nó trưởng thành lập gia đình là nó cần có gia đình, nó cần phải đặc tính, nó cần lúc phụ nữ cần có sự hấp dẫn. Dạ. Thì dạ, lúc đó em lập gia đình rồi là kéo xuống lại. Có nghĩa nói chung là mỗi thời điểm nó có cái giá trị về ăn mặc về vấn đề nhưng mà bộ anh đang nghĩ rằng là các bạn trai của con anh á khi mà đến làm quen với con anh là chỉ dòm vô cái váy thôi mà không thèm dòm vô cái mặt anh. Không phải dạ, gái mà tính hấp dẫn vậy mà mình nghĩ là tính hấp dẫn phụ nữ. Nếu như giờ con anh có một người bạn trai, một người bạn học chứ không phải bạn trai, nhưng mà tia cái chuyện ánh mắt tia hơi mạnh chút thì anh có đồng ý không? Có rồi chứ không có đâu, đang có rồi. Vậy là có bạn trai rồi. Sao anh cấm? Anh không có bận váy mà nó cũng có. Không cấm, cái đó lại không cấm. Nhưng mà là con có bao lâu rồi? Bao lâu rồi? Không, mình chỉ cấm bận váy thôi, dưới trên đầu gối thôi, chứ mình không cấm có bộ. Nãy giờ mình nói là mình chỉ cấm bận váy, quay ra tất cả cái chuyện cấm đó. Có nghĩa là mục đích cấm bận váy ngắn để gây cái hiệu ứng quá nhiều. Con trai đeo đuổi rồi. Đúng rồi. Sao nhãn việc học tập. Nhưng cuối cùng bận váy dài vẫn không có một anh đang tia. Vậy có sao nhãn việc học tập không? Không, cái đó là có sự tính toán của mình hết. Tính toán anh? Sự tính toán gì anh ơi? Anh nuôi nhỏ con gái mà anh tính toán bấy nhiêu hết trơn rồi. Anh cho anh biết, bây giờ anh tính toán tại sao có một người tia mà anh vẫn hạnh phúc với điều đó. Tại vì có một thời điểm năm lớp 8, lớp 9 gì đó, thì mình phát hiện đó là có nhiều bạn trai tới và rủ đi chơi cái này cái nọ. Thì mình không kiểm soát được, mình biết là mình không kiểm soát được rồi đó. Thì tới tuổi nó là vậy mà. Đúng rồi, chấp nhận chuyện đó. Bây giờ phải có cái cách. Dạ. Mà nếu mình theo nó hoài thì không được, mình phải có cái cách thì mình mới dạ, giải thích cho nó về vấn đề bạn trai. Cuối cùng nó nhận thức rằng là nếu nó có bạn trai thì bạn trai nó phải hơn nó cái đầu, giỏi hơn nó. Và trong đó trong những bạn trai giỏi nhất của nó đó thì mình chấm nó, như nó có chơi 3-4 đứa bạn trai giỏi mình chấm nó một đứa. Để chấm đứa mình tạo cơ hội cho đứa đó quen với nó. Thì khi quen cái đó phân còn lại
phần còn lại nha. Anh tạo cơ hội bằng cách nào? Đâu có gì đâu, mình cho minh bạch công khai đấy. Quen người đó mình đồng ý, quen người khác mình đồng ý, chỉ vậy. Có lỡ như hai ba người làm sao anh biết người nào nào giỏi hơn? Dạ, chưa, từ từ mình đang nói tiếp. Dạ. Mình tỉnh được luôn để cho anh kể. Dạ, khi mà nó có một người bạn trai đó, thì tức khắc theo quy luật tự nhiên về tình cảm á, thì khi nó quen một người bạn trai á, thì nó sẽ không quen đứa bạn trai khác. Và khi bạn trai quen đó thì tự động không cho thằng khác vô nó luôn. Trời ơi, hay quá trời. Mình cần cái trời đó lại tự sinh học cái tính. Dạ. Dạ, tức là cái anh chàng đó tự động sẽ đá dạt tất cả những đối phương qua. Tự nó đi với thằng đó thì thằng khác không vô được. Dạ. Mà thôi, mà khác có chủ vậy đó không anh? Cái đó đúng là chuyện của anh. Nhưng mà bây giờ con gái, ba con có cái chiến thuật như vậy, con có chống đối không? Dạ không, cái đó con biết chứ. Con biết hả? Con biết là ba con gái luôn hả? Dạ con biết chứ. Vậy hả? Nhưng mà dễ chịu không? Dạ bình thường. Thoải mái hơn. Tại vì thích người ta thiệt, không sao hết. Có nghĩa là người mà mình chấm đó cũng thích thật. Tại nhớ thì bạn giỏi. Quá hay. Anh ơi, bình thường ở cái độ tuổi này là rất thích mua sắm. Thì anh có kiểm soát không? Thì mình có tập nó cái tính về trung thật á. Thì nó muốn mua sắm gì nó mua. Thì mình cứ nó muốn thì mình chi thôi. Mình chịu thôi. Nhưng miễn không nói dối, mà tới giờ này nó cũng không nói dối. Được cái đó, cho nên là vì nó nói thật nên cái gì cũng được hết. Thì nó sẽ không nói dối. Nhưng mà chẳng hạn như con thích mua sắm những cái gì? Đúng rồi. Con thì con thích mua vòng, mua váy. Vòng, nhưng mà váy. Không được mặc váy ngắn, nên thành ra phải mua váy dài. Thế Thanh có cái gì mà không có thích cái luật của ba đưa ra không? Thì trước giờ con với ba hay đấu tranh vì cái vụ mặc váy. Nhưng mà bây giờ con đã 18 tuổi rồi. Con đã là một người chuẩn bị bước qua tuổi 18 rồi đúng không? Dạ. Sẽ là một người trưởng thành ở cái độ tuổi này. Thì con có nghĩ rằng con sẽ ngồi xuống và nói chuyện với ba về những cái điều mà ba đã ngăn cản con từ trước tới giờ, và bây giờ sẽ có một cái sự thay đổi để phù hợp với con hay không? Thật ra thì con cũng ngồi nói chuyện với ba nhiều lắm rồi, tại vì con với ba như hai người bạn vậy. Dạ, nhưng mà nói nhiều lắm rồi, nói cũng chục lần rồi mà vẫn không thay đổi được. Nãy anh có nói là anh sẽ cho con anh mặc váy ngắn cho đến khi nào mà con anh đã đủ độ tuổi trưởng thành. Vậy thì theo anh cái độ tuổi đó là bao nhiêu ạ? Đơn giản, một là nó tự lập về kinh tế. Hai là nó học xong để ra đời làm học lúc xong đại học. Không phải cho mình, lúc đó mình sẽ lơ đi cho nó. Lơ đi à? Có nghĩa là khi mà tự nuôi sống được mình cứ để rồi, tự nhiên thuận ra tự nhiên tự bay được mà tới năm 27-28 tuổi mà nó cứ mặc váy dài mà đã chắc ngắn lại luôn chứ đừng nói. Anh hay quá hả? Em bắt đầu thú vị với anh rồi đó. Em còn bà gì? Dạ không dám. Không dám trả lời gì. Và đã bao giờ mà anh cảm thấy rằng con anh làm một cái điều gì đó, một hành động, một lời nói, một cử chỉ nào đó khiến cho mình phải xúc động không anh? Nhiều chứ không phải ít. Dạ, anh có nhiều lắm mà nó không để ý, tại vì nó nhiều quá nó không để ý. Ví dụ một cái cho em. Dạ. Bây giờ mỗi lần chở đó, còn sau xe đó, lâu lâu nó ôm bà nó, con thương bà quá trời, con thương bà lắm. Cứ vậy rồi. Lúc đó anh kiểu như chạy xe muốn lạc lối luôn không? Không, đầu tiên mình hơi ngạc nhiên, hơi cảm giác nào đó, nhưng mà bây giờ nó cứ thường xuyên làm riết thì nhiều khi nó nghĩ được cái đó không là quan trọng. Nhưng mà mình cũng để mình bình thường thôi, nhưng mà thật sự mình rất là thích điều đó. Đúng là con gái thì bao giờ nó cũng sẽ nhẹ nhàng mà tình cảm hơn nhiều so với con trai. Con gái lúc nào cũng tốt hơn con trai chứ. Không có đâu, bỏ đi. Em muốn hỏi anh là anh có nghĩ về cái tương lai của con mình như thế nào? Anh có mong ước điều gì cho con không? Lúc mà mình có gia đình á, thì mình không nghĩ là mình đã nhúng tay nhiều về nuôi con. Nhưng khi bắt đầu bắt buộc là chia ly dị rồi, phải nuôi con, thì mình khi mình nuôi rồi mình thấy nó hay. Dạ, em hiểu cái ý của anh, có nghĩa là bản thân ai khi mà chúng ta đang có một gia đình á, thì không ai muốn nó tan vỡ cả. Đúng rồi. Dạ, dĩ nhiên con cái cũng muốn có cha, có mẹ bên cạnh, đoàn viên. Nhưng mà một khi chúng ta không may mắn, gia đình chúng ta bị gãy đổ, thì cũng giống như anh đây, với một cái nhìn rất là lạc quan. Dạ, một cái nhìn rất là cấp tiến và có cái cách để dạy dỗ con, bầu bạn với con và làm cho con cảm thấy rằng mặc dù có những cái luật lệ của hai cha con nhưng mà vẫn không cảm thấy một cái sự ràng buộc để cho con cảm thấy là bức bối, khó chịu. Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều với những cái kinh nghiệm của anh đã chia sẻ. Dạ, cảm ơn anh. Mời tất cả các gia đình chúng ta cùng quay trở lại nhé. Xin mời mọi người. Đến đây mời đại vệ. Rồi các con đến đây nào. Đáng lý là hôm nay á là phải ghi lại là bố phải thế chứ hả? Nhưng Việt Hương nghĩ đây cũng là một cái bề
bề nổi là bố thôi. Còn một cái phần nào đó ở bề chìm thì bố cũng phải nhẹ nhàng, cũng phải khuyên nhủ. Rồi đôi lúc bố cũng phải may những cái áo dài như là người mẹ. Cho nên tôi nghĩ một trong những cái chữ là vợ này cũng làm cho các con sau lớn lên sẽ nhìn thấy nói bố tôi giỏi chưa, vừa làm bố mà còn vừa làm mẹ nữa. Một lần nữa Việt Hương xin cảm ơn các bạn rất là nhiều đã vừa làm bố và vừa làm vợ luôn. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình Là Vợ Phải Thế ngày hôm nay đến đây xin được phép kết thúc. Cảm ơn sự chú ý quan tâm theo dõi của tất cả quý vị khán giả. Chương trình sẽ được phát vào lúc 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn lại tuần sau. Sau Là Vợ Phải Thế là câu chuyện về những lần lạc lòng hay sai lầm của những người chồng, và đối diện với nó là những bao dung của những người vợ để giữ gìn tổ ấm gia đình. Chương trình với sự tham gia của vợ chồng nghệ sĩ ưu tú Chánh Tính, ca sĩ Bích Trâm và cặp đôi diễn viên Anh Tuấn, Nguyệt Hằng. Nếu mà là thứ ba thứ năm thì chắc là bỏ nhau rồi. Trời đất ơi, rồi cầm đơn về nhưng mà cái ức nó đang cao trào lắm. Qua ngày mai là mình phải cầm đi tiếp. Không hiểu tại sao lại cầm về một cái để rủ nhau đi ăn một bát phở. Sao người tờ đơn... Cái gì? Con đi ăn phở.